Đội về 3 sẽ nhận được 15 triệu đồng. Đội về nhì sẽ nhận được 20 triệu. Và đội về nhất thì sẽ bước vào vòng đặc biệt rút logo. Đội về nhất với số thời gian là 6 phút 57 giây. Và đội về 3 với thời gian là 9 phút 02 giây. Đội về 3 sẽ nhận được 15 triệu đồng. Đó là gia đình của em Hoàng, em Trân hay là em Sưng. Thiết bị vệ sinh Tuslo Fashion Home hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt. Các em còn rất nhỏ nhưng thật sự các em đã hiểu chuyện rất lớn và các em đã nỗ lực hết sức mình. Thật ra thử thách như vậy để cho các em trải nghiệm, để các em thấy rằng là trong cuộc sống này chúng ta cần làm nhiều hơn nữa và có nhiều năng lượng tích cực nhiều hơn nữa. Đó là thử thách mà trên đường đời các con còn gặp nhiều trong gai hơn nữa. Không phải là chúng tôi muốn làm khó các bạn nhỏ đâu, mà chúng tôi muốn các bạn nhỏ phải nỗ lực, phải cố gắng. Chúc mừng các bạn nhỏ đã có sự trải nghiệm tuyệt vời đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả cả ba gia đình. Đội về 3 sẽ nhận được 15 triệu đồng. Đội về nhì sẽ nhận được 20 triệu. Và đội về nhất thì sẽ bước vào vòng đặc biệt rút logo, chưa biết có bao nhiêu. Bây giờ đội về nhất với số thời gian là 6 phút 57 giây. Đội về nhất. Đội về nhì với thời gian 8 phút 21 giây. Và đội về 3 với thời gian là 9 phút 02 giây. Đội về 3 sẽ nhận được 15 triệu đồng. Đó là gia đình của em Hoàng, em Trân hay là em Sưng. Gia đình nào cũng khó khăn lắm đó quý vị. Thật ra nhìn những đứa trẻ đáng thương, chúng nó không có tội có lỗi gì cả, nhưng chẳng may phải rơi một hoàn cảnh quá khó khăn trong cuộc sống này. Luật chơi đã rõ, số thời gian đã rõ. 15 triệu đồng thuộc về gia đình của em Sưng. Thời gian của con là 9 phút 02 giây. Cao nhất chị sẽ nhận được 15 triệu đồng, chị thấy sao? Vui. Vui hả? Dạ. 15 triệu mình đủ mua con bò không? Cũng được. Đủ rồi đúng không? Được. Rồi chúc mừng ngoại nha. Sưng ơi, con có tiếc gì không Sưng? À, mình nỗ lực hết sức mình nhưng mà chẳng may mình không được may mắn, mình thi đầu tiên, mình chưa có kinh nghiệm á con. Thành ra là mình gọi là có thời gian cao hơn các bạn thôi. Chứ con thật ra chú thấy con rất là nỗ lực luôn á. Một người đàn ông tương lai, một trụ cột của gia đình tương lai để giúp cho hai đứa trẻ. Nhưng không sao, ngoài 15 triệu đó, chú Linh sẽ kết nối thêm nhiều món quà cho con nữa. Đầu tiên thì Hồ Tấn Tài, bạn muốn nói gì với gia đình này không? Nói chung là Sưng rất là cố gắng rồi, nhưng mà anh Tài rất là hy vọng em sẽ cố gắng vượt lên chính mình cho cuộc sống em càng tươi tốt hơn. Con ủng hộ cho gia đình của anh Sưng 10 triệu ạ. À, cảm ơn Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài hỗ trợ cho gia đình của Sưng 10 triệu là chúng ta có 25 triệu. Chúc mừng. Hôm nay đến đây thì là một phần là con muốn góp sức mình. Và chuẩn bị, con thấy nãy giờ con cũng không có vụng về lắm để cho mọi người bị thua cuộc quá nhiều, con thấy cũng ok. Con riêng điều đó con rất là mừng. Nhưng mà ngoài ra thì con cũng muốn góp thêm một chút xíu nữa, phần của con cho mọi người. Con muốn chia sẻ mỗi gia đình 10 triệu ạ. Dạ. Nghĩa là gia đình của em Hoàng 10 triệu, gia đình em Trân 10 triệu và gia đình em Sưng 10 triệu. Dạ. Cảm ơn Ngọc Thanh Tâm rất là nhiều. Và như vậy là gia đình của em Sưng có thêm 20 triệu là 35 triệu. Chưa đâu. Còn nữa nha. Con chờ chút xíu. Chờ chút xíu, số tiền nó sẽ tăng lên nữa. Đi theo từng nhà. Từng nhà. Bây giờ chúng ta công bố giải nhì. Giải nhì ngày hôm nay được 20 triệu sẽ thuộc về gia đình em Hoàng hay là em Trân. Mọi người thấy sao? À, chúng ta cũng thấy rất rõ nỗ lực và may mắn đã thuộc về gia đình em Hoàng. Và chúc mừng em Hoàng đã đạt giải nhất trong ngày hôm nay. Gia đình Trân sẽ nhận được 20 triệu đồng. Chúc mừng con. Cùng với con Ngọc Thanh Tâm tặng 10 triệu nữa là gia đình Trân có 30 triệu. Sao Tài?
con cũng chia sẻ thêm, con dành cho mỗi gia đình nữa. Mỗi gia đình 10 triệu, và hai gia đình này đúng. À, Hồ Tấn Tài cũng dành cho mỗi gia đình 10 triệu luôn. Tuyệt vời, cảm ơn Hồ Tấn Tài. Như vậy là Trân có 20 triệu nữa, là Trân có 40 triệu rồi. Mình đang có 40 triệu rồi đó, mình sẽ có thêm nữa đó, bà thấy sao? Có nữa thì cũng còn tốt, mừng chứ làm sao. Có bao nhiêu là mừng bấy nhiêu á. Cảm ơn mấy thằng Quân, chắc bao giờ không biết nói sao. Mà có bao giờ gia đình mình có 40 triệu chưa bà? Làm gì mà có chú. Làm gì mà có. Linh nghĩ rằng số tiền còn tăng lên nữa. Con vui lên đi nha con. Chú nghĩ rằng là sau chương trình này con sẽ có rất nhiều thay đổi. Và hy vọng rằng món quà càng lớn thì sẽ hỗ trợ con rất là nhiều để cái con đường đến trường con nó gần hơn nữa. Cảm ơn Hồ Tấn Tài với Ngọc Thanh Tâm. Như vậy là chúc mừng gia đình Hoàng. Con đầu tiên là con nhận được 20 triệu của cô Ngọc Thanh Tâm với lại chú Hồ Tấn Tài rồi. Con thấy sao nè, vui lên con. Dạ con cảm ơn. Rồi chị thấy sao? Dạ thấy rất vui. Cảm ơn cầu thủ Hồ Tấn Tài với cảm ơn Ngọc Thanh Tâm ạ. Rồi. Cảm ơn rất nhiều ạ. Thiết bị vệ sinh Thoát Lô Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt.